Chào mừng các bạn đang quay trở lại với kênh YouTube của Điện Máy Xanh. Nếu như các bạn đang muốn lựa chọn một chiếc tủ lạnh có dùng tích lớn cho nội thất sang trọng và tinh tế của gia đình mình thì đừng bỏ lỡ qua video clip ngày hôm nay. Bởi vì ngày hôm nay Trung Nghĩa sẽ được giới thiệu đến các bạn top 5 tủ lạnh có dung tích từ 540 lít trở lên đang được bán rất chạy tại hệ thống siêu thị Điện Máy Xanh vào quý 1 năm 2018 với thiết kế tinh tế, tính năng hiện đại, chắc chắn sẽ giúp cho các bạn lựa chọn được một sản phẩm thật là ưng ý. Và để thú vị hơn, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đếm ngược từ vị trí số 5 các bạn nha. Đứng ở vị trí thứ 5 đó chính là chiếc tủ lạnh Samsung với dung tích 575 lít với mã sản phẩm là RS58K6417SL-SV, được sản xuất vào năm 2017, đang nhận được khá nhiều sự quan tâm tại hệ thống Điện Máy Xanh. Đây là chiếc tủ lạnh có thiết kế hai cửa side by side với dung tích là 575 lít. Thì chiếc tủ lạnh này sẽ phù hợp với gia đình có từ 7 người trở lên, kết hợp với lớp sơn tĩnh điện màu bạc lạ mắt làm sáng bừng mọi không gian bếp. Theo Trung Nghĩa thì điểm thu hút nhất của chiếc tủ lạnh này đó chính là công nghệ làm lạnh hai dàn lạnh độc lập Twin Cooling Plus. Trung Nghĩa không có nhiều thời gian để đi chợ hay đi siêu thị nên thường mua rất là nhiều đồ ăn để chất vào trong tủ lạnh thì sẽ dẫn đến tình trạng là thực phẩm bị lẫn mùi vào nhau. Nhưng đối với chiếc tủ lạnh này với công nghệ làm lạnh hai dàn lạnh độc lập thì thực phẩm sẽ không bị lẫn mùi vào nhau so với các tủ lạnh khác. Bên cạnh đó, công nghệ Digital Inverter giúp tiết kiệm điện, khả năng làm đá tự động. Đồng thời, chiếc tủ lạnh này còn giúp chúng ta có thể lấy nước và lấy đá ở bên ngoài tủ lạnh rất là tiện lợi. Samsung luôn mang đến cho chúng ta sự tinh tế trong thiết kế cũng như công nghệ. Với giá khoảng là 35 triệu đồng, các bạn hãy tham khảo chiếc tủ lạnh này tại hệ thống siêu thị Điện Máy Xanh các bạn nhé. Và đứng ở vị trí thứ tư đó chính là một trong những mẫu tủ lạnh của thương hiệu LG với dung tích là 601 lít với mã sản phẩm đó chính là GRD247GS. Chiếc tủ lạnh hai cửa side by side của LG cũng thu hút khách hàng với chất liệu thép không gỉ, vân xước ngang độc đáo, dễ dàng vệ sinh nhưng ít bị hao mòn theo thời gian. Dung tích tủ lạnh cực ấn tượng 601 lít phù hợp với những gia đình đông thành viên từ 7 người trở lên. Một điểm độc đáo của chiếc tủ lạnh này mà Trung Nghĩa rất là thích đó chính là khả năng tiết kiệm điện rất đáng đồng tiền nhờ vào công nghệ máy nén Linear Inverter. Và chiếc tủ lạnh này rất xứng đáng với biệt danh là anh chàng to cao bởi vì với dung tích tới 601 lít nhưng công suất tiêu thụ điện năng của nó rất là bất ngờ. Chỉ vào khoảng 1,66 kW một ngày, tương đương với một chiếc tủ lạnh có dung tích 130 lít hiện đang bán tại hệ thống siêu thị Điện Máy Xanh. Một con số thật ấn tượng và bất ngờ đúng không nào? Ngoài ra, anh chàng to cao này còn có công nghệ Hygienfresh thanh lọc khử mùi tủ lạnh giúp thời gian lưu trữ thực phẩm lâu hơn, hay chức năng lấy nước bên ngoài, làm đá tự động và lấy đá bên ngoài mà LG trang bị cho tủ lạnh. Nếu như gia đình các bạn đang có ý định lựa chọn một chiếc tủ lạnh có dung tích lớn, siêu tiết kiệm điện với mức giá khoảng 37 triệu đồng thì hãy nhớ ghi tên anh chàng to cao này vào các bạn nha. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về vị trí thứ ba nha. Ở vị trí thứ ba đó chính là chiếc tủ lạnh của đại gia đình Aqua với dung tích là 553 lít với mã sản phẩm là AQR IG686 AMGB 6 cửa, rất đẹp mắt, đang ở cạnh Trung Nghĩa đây. Chiếc tủ lạnh này được ra mắt vào năm 2018, thuộc dòng tủ lạnh sang trọng, thiết kế độc đáo với 6 cửa riêng biệt, mặt kính tinh tế, kết hợp bảng điều khiển ẩn bên ngoài sẽ tăng nét thanh lịch cho không gian bếp. Dung tích 553 lít đáp ứng nhu cầu dự trữ thực phẩm cho những gia đình có từ 7 thành viên trở lên. Chiếc tủ lạnh này với ngăn làm đá riêng biệt với dung tích lên đến là 28 lít. Như vậy là những buổi tiệc trong gia đình của các bạn sẽ không còn lo bị tình trạng thiếu đá nữa. Và với ngăn làm đá riêng biệt như thế này sẽ mang đến cho các bạn những viên đá thật là tinh khiết nhất. Được trang bị ngăn tùy chỉnh độ ẩm, bạn có thể chủ động trong việc bảo quản từng loại hạt, rau hay quả mọng nước đấy. Và sẽ thật sự thiếu sót nếu chúng ta không nhắc đến ngăn biến nhiệt MyZone của các dòng tủ lạnh Aqua nói chung và chiếc tủ lạnh này nói riêng, với khả năng điều chỉnh nhiệt độ linh hoạt từ âm 20 độ cho đến 5 độ C và còn có thể trở thành ngăn cấp đông mềm tiện lợi khi chỉnh nhiệt độ âm 7 độ C ở bảng điều khiển cảm ứng phía bên trên cửa tủ như thế này. Khá thú vị là khi Aqua trang bị chức năng Style Open cho ngăn đông cuối cùng của chiếc tủ lạnh này, khi bạn muốn lấy thực phẩm ra, chỉ cần vuốt nhẹ biểu tượng Slide Open trên cánh tủ là ngăn sẽ mở ra, rất tuyệt luôn. Những cánh cửa tủ này nếu như mà chúng ta mở lâu quá 1 phút thì sẽ phát ra âm thanh là tít tít
và nhắc nhở chúng ta hãy đóng những cánh cửa tủ này lại để tiết kiệm điện. Với tính năng này sẽ rất hữu ích cho những bạn nào có thói quen là chúng ta hay đóng những cánh cửa tủ này không mục đích. Khi sở hữu chiếc tủ lạnh này sẽ giúp cho việc phân loại và thời gian bảo quản thực phẩm được lâu hơn, bởi vì khi chúng ta mở cánh tủ ra sẽ không ảnh hưởng đến những cánh tủ còn lại, và cũng như sẽ tiết kiệm điện bởi vì chúng ta không mở toàn bộ tủ lạnh ra để tìm một món nào đó. Bên cạnh công nghệ hai dàn lạnh độc lập mang đến độ lạnh tối ưu cho thực phẩm tươi lâu, còn có công nghệ diệt khuẩn khử mùi Dynamic ABT giúp tiêu diệt mọi vi khuẩn và mùi hôi phát sinh bên trong tủ lạnh, thực phẩm được bảo quản tối ưu nhất. Qua những ưu điểm về công nghệ cũng như thiết kế mà hãng Aqua đã mang vào trong chiếc tủ lạnh này với mức giá tầm khoảng 36 triệu đồng, Trung Nghĩa hy vọng rằng chiếc tủ lạnh này sẽ làm hài lòng cho những khách hàng nào khó tính nhất. Còn bây giờ chúng ta sẽ xem rằng chiếc tủ lạnh nào đang giữ vị trí số 2 các bạn nha. Vị trí số 2 thuộc về chiếc tủ lạnh Hitachi 540L RW660 BGV3. Đây là chiếc tủ lạnh 4 cửa đẹp mắt được sản xuất tại Thái Lan, liên tục nằm trong top tủ lạnh với thiết kế mặt gương màu đen, tạo vẻ sang trọng lại dễ dàng vệ sinh. Thiết kế lấy nước bên ngoài và dung tích 540L thích hợp cho những gia đình trên 7 người. Theo Trung Nghĩa thì điểm ấn tượng nhất của chiếc tủ lạnh này đó chính là hệ thống khay kệ vô cùng độc đáo đến từ thương hiệu Hitachi. Do có tới 4 cánh cửa nên chúng ta có thêm rất nhiều ngăn chứa tại đây, trải dài từ ngăn đông đến ngăn mát, cực kỳ phù hợp cho bạn nào có thói quen uống nước ngọt, dự trữ kem, thậm chí là mỹ phẩm thì đừng bỏ qua điểm nhấn này các bạn nha. Theo thông tin từ hãng, khay kệ của dòng tủ lạnh này được làm từ kính chịu lực với khả năng chịu lực lên đến 100kg. Vì vậy các bạn có thể an tâm để những đồ nặng mà không lo khay bị nứt hay là bị vỡ. Và một điểm cộng nữa cho hệ thống khay kệ của chiếc tủ lạnh này đó chính là ngăn chứa rau quả không những rộng lớn mà còn có tới 2 ngăn nữa các bạn à. Wow, rất là tiện dụng đúng không nào? Giờ đây chúng ta có thể mang cả thế giới rau quả về nhà không cần phải để lẫn vào nhau. Hitachi không quên tính năng tiết kiệm điện cho người dùng nhờ kết hợp công nghệ inverter và cảm biến eco. Bên cạnh đó là công nghệ làm lạnh quạt kép giúp làm lạnh nhanh hơn, mang lọc kháng khuẩn, khử mùi nano titanium giúp thời gian bảo quản thực phẩm lâu hơn. Nếu như gia đình các bạn đang cần một chiếc tủ lạnh có dung tích lớn, sang trọng, có nhiều ngăn chứa, công nghệ tiên tiến với mức giá khá mềm chỉ khoảng 27 triệu đồng mà thôi thì đừng bỏ lỡ qua chiếc tủ lạnh Hitachi này nha. Các bạn ơi, không để các bạn phải hồi hộp nữa, Trung Nghĩa sẽ được tiết lộ chiếc tủ lạnh nào đang ở vị trí số 1 nha. Đó chính là chiếc tủ lạnh Aqua với dung tích 557 lít với mã sản phẩm đó chính là AQRI565ASBS. Lại thêm một sản phẩm nữa của gia đình Aqua nằm trong top 5. Và chúng ta sẽ xem rằng chiếc tủ lạnh này có những đặc điểm gì nổi bật mà nó lại giữ vị trí đầu bảng nha. Tiếp tục cho dòng Side by Side, chiếc tủ lạnh mặt thép màu đen này gây ấn tượng mạnh với thiết kế sang trọng, bảng điều khiển bên ngoài tinh tế sẽ làm sáng mọi không gian bếp. Với dung tích 557 lít, chiếc tủ lạnh sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho gia đình từ 7 thành viên trở lên. Đối với Trung Nghĩa thì chiếc tủ lạnh này chúng ta có thể lấy nước từ phía bên ngoài và hộc đựng nước ở phía bên trong, rất dễ dàng vệ sinh, thật là tiện lợi đúng không nào? Khác với những dòng tủ lạnh khác, chiếc tủ lạnh này được trang bị tính năng lấy nước bên ngoài độc đáo và tiện lợi, giúp chúng ta sẽ nhanh chóng được tận hưởng ly nước mát lạnh mà không phải mở cửa tủ nhiều lần. Điều này còn giúp giảm thất thoát hơi lạnh bên trong tủ. Cùng với việc được lấy nước từ phía bên ngoài thì hộp đựng nước bên trong chúng ta có thể tháo ra và vệ sinh một cách dễ dàng, như vậy đảm bảo cho nguồn nước của chúng ta lúc nào cũng được an toàn. Ngoài ra, chiếc tủ lạnh này còn được trang bị tính năng Holiday giúp cho những gia đình các bạn nào chúng ta đi du lịch hay đi công tác dài ngày. Khi các bạn bật chế độ này thì ngăn lạnh sẽ tự động điều chỉnh là 17 độ C, ngăn đông vẫn hoạt động bình thường, nhiệt độ tùy chỉnh theo nhu cầu, thực phẩm ở ngăn lạnh sẽ phải lấy ra hết, tủ sẽ hoạt động ở chế độ vô cùng tiết kiệm điện, đồng thời không bị mùi ẩm mốc khi không sử dụng trong thời gian dài. Với tủ lạnh lớn 557 lít, chúng ta sẽ chứa rất nhiều thực phẩm nên dễ có vi khuẩn và gây mùi trong tủ, nên hệ thống lưới lọc 3 lớp bao gồm
carbon hoạt tính, lysozyme, palladium sẽ hạn chế vi khuẩn và mùi hôi trong tủ. Ngoài ra, những tính năng của dòng Sabeside của Aqua như là điều chỉnh nhiệt độ của từng ngăn, khả năng tiết kiệm điện inverter, chức năng làm lạnh, đông lạnh nhanh, chuông báo cũng được tích hợp trong chiếc tủ lạnh này. Nếu như gia đình các bạn đang cần một chiếc tủ lạnh có dung tích lớn để bảo quản nhiều thực phẩm thì đừng bỏ qua sự lựa chọn này, bởi vì mức giá của nó chỉ khoảng 20 triệu đồng mà thôi ạ. Bởi vì hiện nay trên thị trường, những chiếc tủ lạnh Sabeside có mức giá này cực kỳ là hiếm nha. Hy vọng rằng qua video clip vừa rồi, các bạn đã có thể lựa chọn được cho gia đình mình một chiếc tủ lạnh với dung tích lớn thật là phù hợp. Và những sản phẩm tủ lạnh tại hệ thống siêu thị Điện Máy Xanh luôn đa dạng về mẫu mã. Bên cạnh đó còn chương trình trả góp với lãi suất cực kỳ hấp dẫn. Để được đặt hàng nhanh và được giao hàng tận nơi miễn phí, đừng quên gọi đến hotline của chúng tôi 1800 1061 hoặc truy cập vào trang web dienmayxanh.com. Đừng quên nhấn like và subscribe kênh YouTube của Điện Máy Xanh để theo dõi những video clip tiếp theo. Còn bây giờ, xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.